Theo quyết định số 53 ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh không còn thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động, trong đó có việc không cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế, đồng thời không tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể, khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động. Ngoài ra, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cũng không còn tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế về nhu cầu sử dụng người nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người Việt Nam chưa đáp ứng được, không tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, không nhận báo cáo cho thôi việc nhiều lao động, cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề hàng năm, không nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động của người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp thuê lại lao động, thông báo tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Các nội dung trên thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Do đó, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh đề nghị doanh nghiệp liên hệ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh để được hướng dẫn cụ thể quy định liên quan đến thủ tục hành chính và báo cáo thuộc lĩnh vực lao động, việc làm.